Netizen tràn vào tấn công trang cá nhân Bùi Quỳnh Hoa, động thái của nàng hậu mới gây chú ý. Việc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 đã khiến netizen tranh cãi dữ dội. Nhiều người cảm thấy không phục với kết quả và nhận định rằng cô đã được dọn đường sẵn để trở thành hoa hậu. Chưa kể, câu trả lời của Bùi Quỳnh Hoa khi lọt top 3 cũng được cho là copy hoàn toàn từ một bài viết sẵn có trên Google nhưng còn vấp váp và sử dụng sai tục ngữ, thành ngữ. Không những vậy, tân hoa hậu còn vướng vào loạt scandal đời tư như bị tố bạo lực học đường hay nghi vấn lộ clip hút bóng cười cùng bạn bè trong quá khứ. Những lùm xùm trên khiến Bùi Quỳnh Hoa trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Nhiều netizen đã tràn vào trang cá nhân của Miss Universe Việt Nam 2023 đồng loạt thả phẫn nộ để thể hiện sự phản đối kết quả chung cuộc. Trong đó, đa số các bài đăng của cô đều có hơn 1.000 lượt phẫn nộ, đỉnh điểm là bài viết lên tiếng sau khi đăng quang đã cán mốc 34.000 lượt phẫn nộ. Trước làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng, Bùi Quỳnh Hoa có động thái gây chú ý, cô hiện đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân, đồng thời ngưng đăng tải các bài viết trên mọi nền tảng. Hiện tại, cô cũng chọn cách giữ im lặng khi bị réo tên liên tục trên mạng xã hội. Về phía ban giám khảo, tối ngày 4 tháng 10, MC Phương Mai, một trong các thành viên ban giám khảo trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 đã có chia sẻ dài liên quan đến những ồn ào của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau vài ngày đăng quang. MC Phương Mai đã trích dẫn chia sẻ từ bà Thúy Nga, đại diện ban tổ chức để đăng tải lại trên trang cá nhân.